hold it, I hold him right here. If I turn, I don't hold him, he's gonna lose it. So I hold him, he's gonna go over and I go to a three. Now, yeah. So three ways. So you can lift him out. Grab it there. And come em lại này, come lại chị. Phải không? Phải không? Cái chân mình đưa lên này. Thở chỗ này phải không? Tay phải cầm ngay ở chỗ này trung tâm của nó. Chân trái mình xoay qua đằng sau lưng con này. Được, mà em được rồi. There it is. So, yeah, you ready? Vic, no, go to your team. The right leg up, yes. Go to your team. Under this team. Yeah, and then now you can throw me down. Right? I see. So like leg movement. That's number one. No, number two. You're number two, không? Yeah, you down. You dưới. No, top number two, come. Không. Cái tay này dựng ngay đây. Cái này. Cái chân này cũng move. Không. Đau không? Out. Đó. Cầm ngay đây này. Giật xoay. Sorry. Rồi, xoay. Xoay cái tay này vô dưới. Cái tay này vô dưới lôi cầm rồi thôi. That's right. Rất là đơn giản, không cần phải đậm những gì. Cầm biết. Make sure tụi nó có step out làm trọng tài. Don't pick up, anh dùng line nữa. Be careful, yes. So, what? Make sure they follow the rules. They cannot step out outside of the board.